Chào toàn thể anh em nhé. Đấy, hôm nay lại tiếp tục đi bắt ong nhá. Đang thấy một tổ nó ở trên này, nhưng mà nó khôn lắm, cái tổ ong này nó giấu hết đi, không thấy nó rồi. Để tí quay cho anh em xem nhá. Thấy luôn anh ơi, tổ này thì khôn lắm, tổ ong này ạ. Ong này khôn lắm, không thấy luôn nhá. Nó ở trên này. Đó, nó ở cái cây này nhá. Đó, nó ở trên này nhưng mà nó giấu kỹ lắm. Đây. Để anh xem có thấy tí nào không. Đây, đây này. Đó. Để một tí đi. Đi bắt em quay cho anh xem nhá. Đang chuẩn bị đồ. Ở lễ là một tờ tôi bị u thế hơn. Đang hầm hơn năm tiếng thì cứ cãi rồi tôi mất tóc cái này tới gần gà. Giờ mà chỉ có mua mà lại cứ cũng ta cái nhát tăng rồi sáu xe xe nè. Chú qua tám thì tóc tôi chưa được gần tăng. Cá. Giờ lại thì có ấy một tờ số cứ đặt ra. Đang chuẩn bị đồ đây này. Cất cất trong ba lô các anh đây mảng 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 lên trực khỏe cả. Đi đâu? Đó. Gần ra tin. Số. Mẫu quay không? Lũ. Đúng là đang quay. Hả? Hôm nay chưa đang quay. Anh đang thọt thế thôi. Thọt chúng ta thọt chúng ta mới ôn ra tin. Chỉ thọt chúng ta. Đây nhá, thở đang bắt đầu lên nhá. Đang đóng đinh lên. Chỗ ong này nó ở chỗ này rất là khó. Khó lấy lắm tụi ông này ạ. Đây này anh em thấy không? Đó, phè luôn. Này, thở đang lên đây này. Thank you.
nông ở phòng con ra tuôn rồi mà kia tàu nhở ra tuôn rồi cái lấy đèn đầu hú cái tay ra tua đi trong kia ra áo tủ sổ cái hàng tua tiếng là tốt thì không lục thế thế ở nhân gian yêu quá lù quá hả sao lại mình tống lên máy con ngõ thợ lặn lên đây này nè thấy chưa? Ôi giời, phè luôn nhá anh em ơi. Bên này này. Đó. Hú, tuyệt khỏe năm mình. Đây này. Tụ ông trên này này. Rất là phê luôn anh ơi. Tụi này thì quá phê luôn. Cũng lù luôn nhá anh em nhá. Đây này. Anh em thấy không? Rất là khổng lồ luôn. Đây này. Úi dồi. Nó khổng lồ. Hả? Nó khổng lồ. Phải hồ. Anh chưa. Khủng lồ luôn nha anh em nha. Trời chứ không nó. Rất là khổng lồ luôn. Đây này. Anh nhìn đây này. Phê luôn. Đang chuẩn bị khoái đây này. Ui, đầm bay rồi anh ơi. Siêu to khổng lồ luôn nhá. Siêu to khổng lồ nhá anh em nhá. Phê luôn anh ơi. Con này rất là phê nhá anh ơi. Đây. Chào toàn thể các bác nhá. Này thấy tụ ông rất là siêu to khổng lồ luôn. Siêu to khổng lồ nhá. Ôi giời. Siêu to khổng lồ nhá. Em thấy không? Rất là phê luôn. Quần này thì úi dồi dày hơn mét nhá anh em nhá, hơn một mét nhá, siêu to khổng lồ đấy. Để xem cái bọc mật cho anh em nhìn nào. Úi dồi đây, úi dồi siêu to khổng lồ nhá.
là rất là cái vòng bình ảnh dường cũng rất là to này, nhưng mà to ống cực kỳ là to luôn. Đây hàng vít luôn, hàng siêu khổng lồ. Ôi hàng siêu khổng lồ đây này. Ôi anh em coi không, tổ này thì nó tầm khoảng 2 mét nha anh em nhá. Đây anh nhìn đây, nó đẳng cấp bao nhiêu. Món đóng lại xem nó lên rồi, nó đẳng cấp bao nhiêu. Đấy thời đang cắt đây này, phấn nhiều lắm. Sáng thế hai cái này cái gì thôi phấn cứ có lưng nó to không. Yên chưa hay yên lắm, nó cũng hết mệt số. Tao tao sổ cắt tao siêu to khổng lồ nhá anh em nhá. Tao ba nghe thuấn rồi không đấy, thuấn rồi số sổ đi tao ba đó số là bao. Úi tụi này thì hàng siêu to khổng lồ luôn. Đây này, đây nhìn đây, hàng vít chưa. Vít chưa. Còn mà chứ nhiều hết cái ra chế chế ấy chẳng. Chứ chẳng có chạy lên qua đôi năng khoa thì là to à. Vít luôn. Đấy, vít bờ đồ luôn. Vít cái mắt lại không à. Vít tiểu hả? Sao bị khó khó lắm. Lỗ lệ. Lấy sẵn tỏ tàn cái y y đây hả? Có như chẳng có tối sẵn tỏ nó y chẳng có tổng bệnh gì đâu. Chả là. Chả hả? Ủa? Cái sổn đi nè. Lỗ. Sức tiểu. Thế. Ừ. Hay nha. Đẳng cấp luôn nha, của bầu này. Lớn đó. Tính mà mỏi một không chạm biết mà tập con mà tôi khó lắm. Tăng sức mà. Quá đẹp luôn. Ôi giời. Tầm 10 ký nha anh em nhá, của bầu này quá phê luôn. Tôi xin nhé. Lên này à. Về cho mất đúng rồi. Ôi dù tôi sẽ nhớ đằng nào lên mà bây giờ. Ôi dồi, của bầu này thì quá đẹp luôn. Cảm bộc cứ ngồi lên tới hụt mày tôi xa lưu luôn. Sợ em lấy xong đây này. Ôi dồi, khỏe luôn. Có món cũng thiệt. Thiệt.